Nhiều người hỏi rằng, ai tạo nên luân hồi? Có phải là một vị trời, vị đế thích hay là Phật tạo nên cõi luân hồi này chăng? Chính mỗi chúng ta góp lại cái gọi là cộng nghiệp và tạo nên cõi luân hồi này. Trong giáo lý của Đức Phật chỉ rõ, luân hồi sinh tử là do mỗi con người hay chính mỗi chúng sinh tự tạo nên. Sau đó cộng nghiệp của vô số chúng sinh đang trôi lặn, tạo ra cõi luân hồi sinh tử và chịu biết bao khổ đau. Khi hiểu biết như vậy, chúng ta mới có chính kiến rằng không ai tạo nên luân hồi ngoài chính bản thân mình. Chúng sinh nơi địa ngục chịu cực hình thiêu đốt, ngạ quỷ đói hành hạ, bằng sinh ăn lẫn nhau, người chịu khổ đoàn mạng, Atula tranh đấu, ganh tị suốt đêm ngày, chư thiên khổ đau ấy, năm tướng suy xuất hiện, cõi luân hồi vĩnh viễn chẳng an vui bao giờ. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy rằng, sự đau đớn trong tám địa ngục hỏa thiêu và tám địa ngục hàn băng vượt ngoài sức nghĩ bàn của con người. Ngã quỷ bị đói khát hành hạ, súc sinh thì chịu cái khổ bị ăn tươi nuốt sống hoặc phải chịu cảnh nô lệ. Loài người chịu cái khổ của sinh, già, bệnh, chết. Cõi trời chịu cái khổ của sự chết, thoái chuyển và đọa vào ác đạo. Nói tóm lại, không chỉ những khổ đau đầy rẫy các cõi luân hồi, mà ngay cả những hiện tượng hạnh phúc và bình an ở đó cuối cùng cũng kết thúc bằng khổ đau. Vì vậy, hành giả cần phải nỗ lực tinh tấn tu tập để thoát luân hồi sinh tử. Bồ Tát Long Thọ dạy rằng, cõi luân hồi là cảnh giới của trời Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nơi bị nghiệp lực chi phối xoay vần luân chuyển. Phải hiểu rõ rằng tái sinh vào cõi luân hồi sẽ phải chịu trăm ngàn khổ đau. Khổ đau trong các cõi thấp. Thứ nhất là nỗi khổ trong cõi địa ngục. Trong địa ngục nóng, bạn bị thiêu đốt suốt ngày đêm bởi những ngọn lửa lớn ngút trời. Thân thể rực cháy như một hòn than trong bếp lò. Bạn đau đớn cùng cực, gào thét không ra tiếng. Không những thế, do nghiệp cảm ra, bạn cùng những tội nhân khác còn đánh đập lẫn nhau, chết đi sống lại hàng vạn lần, bị thiêu đốt hay giam giữ trong hai ngôi nhà lửa, lồng vào nhau mà không thể thoát ra. Trong các địa ngục này, nỗi khổ đau trong địa ngục vô gián là kinh hoàng nhất. Trong địa ngục nóng, nóng như nước đồng thiêu mình, được bố trí thành 8 tầng. Mỗi tầng có một địa ngục chính ở giữa và 16 địa ngục phụ bao quanh. Tầng cao nhất là 500 năm tuổi và các tiểu địa ngục cũng 500 năm tuổi. Như vậy, một tầng địa ngục mà chúng ta chịu nhẹ nhất là 8.500 năm, mà một ngày một đêm của địa ngục bằng 500 năm của cõi trần. Địa ngục tầng thứ hai là 8.800 năm, và cứ thế tăng tiếp đến địa ngục cuối cùng là tuổi bằng một tiểu kiếp. Do vậy, ở trong kinh có nói thời gian ở cõi người được tính là ngắn ngủi như điện ảnh vậy, hữu hoàn vô vô. Điện ảnh thì có nghĩa là như một tia chớp so với cả ở địa ngục. Đời của mình cũng được 80 năm nếu không bị tai nạn gì cả. Ai trường thọ thì có thể đến 90 năm, nhưng 80 năm hay 90 năm so với cả những kiếp trường trong địa ngục thì quá là ngắn ngủi. Tiếp đến, bạn nhìn về phía địa ngục lạnh, nơi có những ngọn núi tuyết phủ kín, âm u, lạnh giá. Trời tối đen đến nỗi bạn không thể thấy được những chuyển động của cánh tay mình. Mặt đất là một cánh đồng băng, một cơn bão hoành hành ở trên cao và cuồng phong nhức nhối. Không có lửa, mặt trời, y phục hay bất cứ cách nào để bạn sưởi ấm cả. Da thịt của bạn nứt nẻ như thửa ruộng hạn hán vậy, và bạn bị lạnh đến nỗi đóng băng không thể di chuyển. Mỗi giọt máu rơi xuống từ vết nứt nẻ trên thân thể vẫn gắn liền với ý thức của bạn, nên khi nó đông cứng lại và nứt ra vì lạnh, bạn cũng gánh chịu trọn vẹn nỗi đau khổ tột cùng đó. Trong quan kiến của Phật giáo, có 8 địa ngục như thế, lần lượt mỗi địa ngục sau lại lạnh hơn địa ngục trước. Thứ hai là nỗi khổ của ngã quỷ. Do ác nghiệp keo sẻn, trộm cắp đá tạo, bạn có thể tái sinh làm loài quỷ đói với hình thù xấu xí, bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, ăn uống toàn những đồ nhơ bẩn, hoặc bị đói cả ngàn năm không có gì để ăn. Hãy nghĩ đến cơn đói của bạn, thông thường
Bạn không thể chịu được cảm giác cồn cào đó mà lập tức phải đi kiếm ngay một cái gì đó để lấp đầy bao tử. Vậy mà ngã quỷ phải chịu đựng nỗi khổ đói khát gấp bội lần như thế trong hàng nghìn năm. Có 36 loài quỷ, hay còn gọi là 36 loại cô hồn, thì có 36 kiểu thức ăn khác nhau. Tùy theo những nghiệp tạo khác nhau mà mỗi loài quỷ có những thức ăn khác nhau. Quỷ đói hay còn gọi là pháp sư thành quỷ, chuyên giảng pháp sai hay vì lợi nên giảng pháp sai, khi đọa làm ngã quỷ, chỉ khi nào có người thuyết pháp mới được no thôi. Có một câu chuyện có thật viết về kiếp quỷ, đó là câu chuyện kỵ sĩ không đầu. Có một ông lái đò sinh được một người con bị câm và điếc. Một hôm, như thường lệ, ông dậy sớm chuẩn bị đò đưa người qua sông. Khi ông đang chuẩn bị đò thì chợt thấy có một người kỵ sĩ phi ngựa tiến đến. Trong tay người đó cầm chiếc đầu của mình và máu thì tuôn chảy từ trên xuống cổ. Ông lái đò nhìn thấy cảnh đấy thì sợ quá, ngã lăn ra, không nói được lời nào. Đúng lúc ấy, người con của ông lái đò từ đằng xa đi đến. Ông lái đò ra hiệu cho người con của mình chạy trốn đi, nhưng ông không thể ra hiệu được. Người kỵ sĩ thấy cô con gái ấy đi đến thì hỏi cô, đầu đã lìa khỏi cổ thì có thể liền lại được hay không? Cô gái tuy vừa câm vừa điếc này nhưng không sợ người kỵ sĩ. Cô vừa vuốt ve cái đầu vừa gật gật, bỗng dừng chiếc đầu bay lên liền vào cổ người kỵ sĩ. Chính bằng lòng từ bi của cô gái câm này, chỉ một cái gật đầu của cô đã cảm thông đến loài quỷ và có thể xóa được cái ảo tưởng úp chụp rằng họ bị mất đầu trong hàng nghìn năm trường. Thứ ba là nỗi khổ của loài súc sinh. Loài này thì phải chịu đựng 5 loại khổ: nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau, nỗi khổ do ngu si ám chứng, nỗi khổ chịu nóng lạnh, nỗi khổ chịu đói khát, nỗi khổ bị khai thác đọa đầy hoặc là sai làm việc nặng. Hãy tưởng tượng bạn tái sinh là một loài thú trong tự nhiên, cuộc sống của bạn không hề tự do như bạn nghĩ. Thực tế thì các loài thú không lúc nào thảnh thơi vì phải chiến đấu sinh tồn, vừa lo kiếm ăn qua ngày, vừa đề phòng bị kẻ khác ăn thịt. Nỗi khổ đói khát khi bạn không kiếm được thức ăn cũng không thua gì loài ngã quỷ. Hãy tưởng tượng bạn tái sinh thành loài gia súc và gia cầm. Có lẽ bạn sẽ được người nuôi no đủ hơn, nhưng cả đời của bạn sẽ bị ngược đãi. Khi còn sức khỏe, bạn bị loài người khai thác. Trâu bò thì phải kéo cày, gà vịt phải đẻ trứng. Và khi trở nên già cỗi, không còn khả năng phục vụ nhu cầu của con người nữa, bạn sẽ bị mổ bụng phanh thây để ăn thịt. Hãy thử cảm nhận nỗi đau đớn khi con dao bầu của người mà bạn đã phục vụ cả đời và gọi là ông chủ đâm vào cổ của bạn. Hãy xem họ uống máu của bạn và xẻ toang thân thể của bạn ra trước khi ướp gia vị và nướng bạn trên một cái lò than. Bạn có thể chấp nhận hành động này hay không? Nếu như súc sinh biết nói thì những lời oán thán của chúng hẳn kinh động cả trời đất. Bạn còn khổ sở vì sự ngu si, thậm chí không biết mình đang được dẫn đến nơi ăn cỏ hay lò sát sinh. Bạn chịu khổ vì lạnh và nóng. Mùa hè thì mặt trời thiêu đốt, mùa đông thì chết vì giá lạnh. Bạn cần nhận thức một cách sâu sắc rằng mình khốn đốn đến mức độ nào nếu phải tái sinh làm một hữu tình như vậy. Tiếp đến là nỗi khổ trong 3 cõi cao hơn. Thứ nhất là nỗi khổ của cõi người. Cõi người của chúng ta đó là có một may mắn. Trong 6 đạo, Đức Phật Thích Ca, bậc thầy gốc của chúng ta, người khai sáng đạo Phật, đã giáng sinh ở cõi người chứ không phải cõi trời. Trong lịch sử cuộc đời của Ngài, Ngài đã từng bay lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho thân mẫu, nhưng chỉ một vài cõi trời có cơ duyên nghe hiểu và thực hành giáo pháp, chứ không phải tất cả 33 cõi trời. Thế nhưng thật may mắn cho chúng ta, hiện giờ trong cõi người, nếu ai biết nương vào giáo pháp của Đức Phật để thực hành, thì họ vẫn được che chở, nâng đỡ, cứu độ. Trong kinh có nói rằng, Đức Phật lấy hình ảnh của một con rùa mù chìm dưới đáy biển, 1000 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Trong lần nổi lên ấy, nếu rùa mù tìm được một nơi nào đó để chui vào, nó sẽ thoát cảnh chìm đắm dưới biển sâu. Trong biển mênh mông đấy, có một bọng cây khô mục, rỗng. Con rùa vừa mù vừa chậm chạp, làm thế nào khi nổi lên
có thể chui được vào bọng cây này đây? Đây là một điều vô cùng khó khăn. Được sinh làm kiếp người thì cũng khó như vậy đấy. Trong kiếp người, mỗi chúng ta đã có được một thân người rồi. Chúng ta quan sát để thấy rằng thân người chúng ta chỉ mong manh tạm bợ. Chúng ta sống như thế nào nhưng không lấy gì đảm bảo. Ngày mai hay đời sau, cái gì đến trước chúng ta không biết. Vì vậy nếu quan sát được bản chất tạm bợ, mong manh, giả tạm của thân người, thì chúng ta sẽ chọn cho mình chỗ nương tựa nào vững chắc, đảm bảo hơn là thân người mình đang có đây. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta hướng đời mình vào giáo pháp, nương vào tam bảo. Đức Phật dạy rằng, mỗi ngày chỉ cần chúng ta bớt ra một chút thời gian, tĩnh tâm lại để nhớ về con đường tâm linh bằng bất kỳ phương pháp nào như ngồi thiền, tụng kinh hay chỉ chú, thì chúng ta sẽ tự tạo cho mình hành trang bước vào cõi khác an lành hơn. Tuy nhiên, nhìn về khổ của kiếp người không phải để chúng ta sống bị lụy, chán đời. Chúng ta học nỗi khổ của kiếp người để tìm ra cách chuyển hóa. Khổ trong kiếp người mà chúng ta đang gánh chịu chính là kết quả của những hạt giống mà chúng ta đã gieo từ đời trước. Chúng ta quan sát khổ để đoạn trừ từ nhân của khổ, chứ không phải là khởi tâm oán trách. Cõi người thì có 8 nỗi khổ như sau. 4 nỗi khổ của thân. Sinh khổ. Sau khi đã vào bào thai của mẹ rồi và cho đến khi ra đời, bạn trải qua từng nỗi đau liên kết với 5 giai đoạn phát triển của bào thai và với từng thời kỳ thân thể phát triển. Khi ở trong bào thai, tưởng tượng bạn bị đặt trong một cái nồi sắt đầy những thứ như uế khác nhau, nắp đậy tối om, không cách gì bạn có thể ở lại đấy một ngày được. Vậy mà bạn phải ở trong cái thai đầy mùi hôi thối và bóng tối ấy tận 9 tháng rưỡi. Khi sinh ra, bạn đau như là thân thể bị xiết bằng đinh ốc vậy. Bạn chui ra, bạn giống như là bò bị lột da. Và khi bạn được đặt trên một cái gối đủ mềm, cũng như thân thể bị ném ra trên gai vậy. Khi gió thổi, bạn bị cảm giác như là gươm đâm. Khi mẹ bế bạn vào lòng, cảm giác sẽ như một chú chim sẻ đang bị cắp trong móng diều hâu. Những điều ấy làm cho bạn kinh hãi. Già khổ. Thân thể héo mòn, sức khỏe tàn tạ, các căn suy sụp, sự thưởng thức ngũ dục thoái hóa, mạng sống thì giảm dần. Những giác quan, trí tuệ trở nên đờ đẫn. Thân thể của bạn cong xuống như cây cung vậy. Bạn ngồi xuống đứng lên một cách khó nhọc. Tóc của bạn thì bạc trắng, da nhiều nếp nhăn. Bạn trở nên xấu xí như một kẻ ăn mày. Nếp nhăn và tóc bạc là những dấu hiệu báo hiệu rằng thần chết sắp mang bạn đi, và bạn sẽ phải trải nghiệm nỗi khổ đau vì phấp phỏng, sợ lo cho cái chết sắp đến. Người già sống dường như nặng nề. Mỗi ngày trôi qua, đôi khi rảnh rỗi thì ảo tưởng lại thời trẻ rồi nuối tiếc. Nếu không biết tìm chỗ cho mình nương tựa tâm linh thì cuộc sống của người già thật hiu quạnh. Bệnh khổ. Bạn đau khổ vì cơ thể thay đổi, bệnh tật dằn vặt giày vò bạn từng phút từng giờ. Khi lâm bệnh, dù nặng hay nhẹ, bạn thấy mình mất đi sức lực và sự chủ động tự do tương đối vốn có vì những đau đớn lấn át, khiến cho bạn không còn thiết tha, ham muốn bất cứ thú vui, sự hưởng thụ nào cả. Cơ thể gầy mòn khô héo dù cho bạn đang tuổi xuân. Nếu bị bệnh nặng, bạn càng lo sợ vì sự sống đang rời xa mình. Bạn tiếc nuối những gì mình đang làm dở hay ân hận vì đã không thực hành Phật Pháp. Bởi cho đến lúc này, khi bệnh tật đã chế ngự, thì bạn chẳng còn đủ sức khỏe và minh mẫn để thực hành. Nếu gặp một cơn bệnh đột ngột dẫn đến tử vong, bạn thậm chí không còn cơ hội để lại lời trăn trối. Khi thực hành quán niệm về bệnh khổ, bạn cũng có thể quán chiếu chi tiết về từng loại bệnh. Mỗi loại sẽ gây ra cho bạn những đau đớn và những bất hạnh khác nhau. Bệnh khổ không cứ già hay trẻ, mỗi chúng ta ai cũng đều trải nghiệm. Những căn bệnh thông thường, một chút đau đớn mình đã thấy khổ rồi. Huống chi những căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa, sẽ đau đớn khổ sở đến mức nào đây? Nếu thiền quán sâu hơn nữa, mỗi lần vào bệnh viện, thấy người bệnh quằn quại đau đớn vì những căn bệnh như ung thư, xơ gan hay bất kỳ căn bệnh nào mà bạn chứng kiến, hãy suy xét để có thể phát được tâm từ bi cảm thông và chia sẻ với những người đang bệnh
và hiểu rằng đó là quy luật chung. Chết là khổ. Khi cái chết đến rồi, bạn bắt buộc phải chia ly với thân thể mà bạn vẫn tự nhận là cái tôi của mình, với gia đình người thân, với tài sản và mọi sự sở hữu. Tất cả đều phải bỏ lại. Khi chết rồi, bạn phải trải qua nỗi đau đớn mãnh liệt của thân xác và sự sợ hãi khủng khiếp trong tâm. Khi cái chết đến, bạn không có cách gì ngăn chặn hay lảng tránh nó. Thứ nhất, nỗi khổ của người chết là nỗi khổ cô đơn. Nếu không có niềm tin vào giáo pháp, người chết sẽ vô cùng đau khổ vì muốn sống mà không được. Những người yêu thương sắp phải rời xa. Chính nỗi khổ đó khiến vong hồn không siêu thoát. Nên kinh nói nỗi khổ là cô đơn, khổ bởi không chấp nhận cái chết. Điều thứ hai đó là cái chết giống như bạn chuẩn bị thay một cái áo mới bỏ cái áo cũ vậy. Dĩ nhiên, áo mới tốt hay xấu phụ thuộc vào nghiệp của đời này. Về mặt tâm linh thì chúng ta không bao giờ chết mà đi vòng quanh trong sáu đạo cả. Khi chết, nghĩa là chúng ta từ bỏ thân tứ đại của mình mượn tạm một thời gian. Thường chúng ta rất yêu quý thân này. Chúng ta trang điểm, cho nó ăn uống đủ mọi sơn hào hải vị, bởi vì chúng ta nhầm đó là thân tôi. Nếu ai đó nói xấu, trêu ghẹo, làm tổn thương nó, là chúng ta sẽ phản ứng lại ngay. Điều thứ bốn là nỗi khổ của tâm. Khổ vì yêu thương phải xa lìa, ái biệt ly khổ. Có nghĩa là bạn phải xa lìa những người, đối tượng hay hoàn cảnh mà bạn yêu thích. Đây là nỗi khổ bạn có thể thấy phổ biến trong cuộc sống. Lúc sống, mình thương quý con cái vợ chồng, vậy mà vẫn phải xa cách. Sống trong sự xa cách chính là khổ. Để chuyển hóa được nỗi khổ này, chúng ta cần quán chiếu về vô thường và giảm bớt đi tâm ái luyến. Khổ vì oán ghét, hận thù mà phải gặp gỡ, oán tắng hội khổ. Ngược lại với nỗi khổ trên, bạn lại càng khổ sở ức chế đọa đày khi phải gặp gỡ, chung sống với cả những người đối tượng hay hoàn cảnh mà mình chán ghét. Bởi vậy trong đạo Phật có dạy bạn đừng ghét ai, bạn sẽ không cố gắng có khổ oán tắng đâu. Đừng yêu ái quá để không có khổ biệt ly. Khổ vì mong cầu không được, cầu bất đắc. Nguyên nhân của nỗi khổ này là do chính tâm không biết đủ của bạn. Dù có được những gì mình muốn, bạn lại tiếp tục mong cầu nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Kết quả là bạn chẳng bao giờ thỏa mãn, luôn chạy theo vọng tưởng và những thứ mình không có. Muốn thoát khổ, cầu bất đắc, bạn phải quán chiếu về nghiệp. Những điều ngoài tầm tay, tức đời trước đã không gieo thì đừng mong hái quả. Đừng mong cầu cái gì ngoài tầm tay của mình. Đời người khổ vì chúng ta mong cầu quá nhiều, mà chủ yếu là mong cầu ngoài khả năng. Nên người thực hành Phật Pháp không nên mong cầu quá nhiều, mà hãy để tùy duyên. Nếu là duyên của mình thì sẽ được. Năm ấm suý thịnh khổ. Nỗi khổ chi phối tất cả khổ của loài người là năm ấm suý thịnh khổ. Nghĩa là trong năm yếu tố tạo nên bản ngã, gồm sắc thuộc phần vật chất và thân tứ đại, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng hình ảnh tâm của chúng ta, hành là sự vận hành dòng tâm, thức là tâm thức tổng thể. Nếu không thể hòa đồng mà lại có yếu tố nào thịnh quá, sẽ khiến tạo nên sự mất cân bằng, gây khổ đau cho thân tâm. Chúng ta cần chiêm nghiệm lại về những loại khổ đau nói trên. Đó thực sự là những gì gắn liền với cả đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta hàng ngày chịu đựng biết bao nỗi khổ như thế, nhưng mà dường như lại chẳng hề thấy mình đang đau khổ, hoặc giả có thấy thì cũng không thể biết làm gì để cải thiện tình hình. Giờ đây hãy quán chiếu về chúng, nhận ra rằng chúng đều sinh khởi từ trong tâm, và chúng ta chính là người có khả năng chuyển hóa chúng. Hiểu được sâu sắc về điều này, dần dần chúng ta có thể tự giải phóng mình khỏi những nỗi khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Nỗi đau khổ của cõi Atula. Cõi Atula thấp hơn cõi trời và là cảnh giới gần cõi trời. Chúng sinh cõi này tuy cũng được hưởng đời sống vật chất sung sướng, nhưng luôn có tâm đố kỵ, ganh ghét, dẫn đến nạn hay đi đánh nhau với cả chư thiên cõi trời. Họ cứ thế tranh đấu cả đời và thường bị thua cuộc, phải đối diện với sự thất bại, cái chết đau đớn trên chiến trường. Mưa tại cõi này thường tạo ra gươm đao,
nên cảnh giới Atula cũng tràn đầy sự khổ đau. Nỗi khổ đau cõi trời. Các chúng sinh cõi trời tuy thọ mạng dài lâu đấy, sung sướng thụ hưởng vật chất dục lạc, nhưng bởi quá no đủ, thỏa thê, nên dường như không bao giờ nghĩ đến nhu cầu tu tập tâm linh hay tìm nơi nương tựa vững chắc. Tuy tuổi thọ rất dài, nhưng cũng có ngày chấm dứt, họ phải trải nghiệm sự đọa lạc xuống cõi thấp hơn khi hết phúc báo. Trước khi chết, năm tướng suy xuất hiện. Những chúng sinh này bị chư thiên bạn bè bỏ rơi và phải sống quãng thời gian cực kỳ cô độc khổ đau bởi sắp phải xa rời cảnh khoái lạc. Ngoài ra là những nỗi khổ bị vị trời cao cấp hơn đe dọa đẩy mình ra khỏi trú xứ, khổ vì bị thương tật què quặt trong các trận chiến với cả Atula. Cho nên dù cảnh giới cõi trời được tính là sung sướng nhưng lại chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên để được sinh lên cõi trời, chúng sinh cũng phải tạo nhiều nhân lành như phước thí cho người nghèo đói, luôn sống tốt, không làm tổn hại đến ai, giúp đỡ tất cả mọi người khi cần thiết bằng tâm hoan hỷ, không vì danh lợi. Vì sinh lên cõi trời không phải là hạnh phúc vĩnh cửu, nên cõi trời vẫn được tính trong lục đạo, bị thiêu đốt trong vòng lửa luân hồi sinh tử. Như vậy, nỗi khổ trên cõi trời là nỗi khổ quên mất sự thực hành pháp, quên mất con đường tâm linh. Quý vị thân mến, đến đây thì chắc hẳn quý vị cũng đã có câu trả lời cõi nào khổ nhất và sướng nhất rồi đúng không ạ?